Hi, chào chúng em quay trở lại kênh Cây Thêm. Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới anh em điện thoại Samsung. Con này đang giảm cực kỳ sốc trên Lazada này trong ngày 24 tháng 9. Rồi, nó giảm giá bao nhiêu và nó là con điện thoại gì, mời anh em theo dõi chi tiết trong video này nhé. Đây anh em, mình đặt là 5.490.000 này. Đó, con điện thoại Samsung Galaxy M21, pin cực kỳ khủng luôn, 6.000 mAh. Lúc mình đặt là 5.490.000. Mà trong ngày 24 tháng 9 anh em đặt mua, anh em biết giá còn bao nhiêu? Chỉ có hơn 3 triệu thôi. Trời ơi, giảm kinh khủng luôn. Đó, thì rồi để xem sản phẩm này nó chất lượng như nào nhá. Giảm sốc thật. Đây anh em. Đó, ngoài cái sản phẩm Samsung M21 này ra, Samsung cũng giảm cực kỳ sâu rất là nhiều mặt hàng chỉ trong ngày 24 tháng 9 thôi. Đây, duy nhất trong ngày 24 tháng 9 thì Samsung sẽ sale cực mạnh 60%, có quà tặng 7 triệu và voucher cực kỳ khủng 1 triệu. Sẽ tặng ngay một tủ lạnh Samsung trị giá hơn 12 triệu cho đơn hàng TV gia dụng đầu tiên. Có nhiều những cái điên sốc như là máy hút bụi Samsung này, giá hơn 2 triệu, giảm 60%. Samsung S10 Plus 1TB tặng giày trị giá 3,5 triệu. Có cả mua 1 tặng 1 cực độc, như là mua Samsung TV màn hình cong 65 inch tặng TV 32 inch, tủ lạnh inverter 299 lít tặng lò vi sóng 2,9 triệu, hay là mua máy giặt 9 cân tặng máy lọc không khí 6,4 triệu. Galaxy S10 cộng 1TB giá hơn 14 triệu thôi, hay là S10 cộng 128GB giá hơn 11 triệu. Khung giờ 0 đến 2 giờ ngày 24 tháng 9 sẽ có tặng 100 thùng bia cho đơn hàng trên 3 triệu, hay là 50 bộ mỹ phẩm cho đơn hàng 7 triệu. Từ 10 giờ đến 14 giờ sẽ tặng 30 voucher Adidas 1 triệu cho đơn hàng 5 triệu. Và từ 12 giờ đến 14 giờ tặng 20 đôi giày khi anh em mua Galaxy S10 Plus 1T. Rồi, hộp sản phẩm đây anh em, Samsung. Đây, hình dáng đây, thiết kế M21. Cạnh trái Samsung Galaxy, cạnh phải ta sẽ có công ty sản xuất, địa chỉ và cũng như kiểu hình là màn hình 6,4 inch, cảm ứng 4G, wifi, bộ nhớ là 64GB, camera chính 48MP, camera phụ là 8MP và camera xóa phông 5MP, camera trước 20MP, kinh chưa, đây selfie cực đỉnh luôn. Mặt này có email và nguyên siêu nha anh em. Đây đó, nguyên siêu của Samsung luôn, hai siêu dán này. Mình sẽ để link mua sản phẩm này dưới video nhé. Anh em mua thì mua trong ngày 24 này giảm cực kỳ tốt luôn. Không ở đâu có cái giá là hơn 3 triệu cho con này cả. Chắc chắn luôn, cam đoan với anh em. Toàn trên 5 triệu thôi. Đây, mở ra chúng ta sẽ có một cái hộp này. Và đó, chỉ là con Samsung. Ô, cầm rất là nhẹ luôn nhá. Ô, không ngờ cái pin dung lượng mà 6.000 lại cầm nhẹ như này. Nó đang bật luôn này. Vừa mình mở ra mình chạm vào cái nút nguồn, thấy rung phát. Và đây là củ sạc. Và anh em biết có gì đặc biệt ở củ sạc này không? Đó là chúng ta sẽ có sạc nhanh. Đấy, 15W, 9V 1.67, 15W và 5V 2A 10W. Đó, sạc nhanh rất là tuyệt vời luôn. Thì sạc khoảng hơn 2 tiếng sẽ đầy nhá. Rồi bên trong chúng ta sẽ có que chọc sim này và cắp sạc. Đấy, thì anh em sẽ thấy là không có tai nghe hay là úp lưng úp lủng gì đúng không? Tại vì giá rẻ rồi mà. Và lưu ý là tai xin anh em. Đó, cặp tai xin ngon lành luôn. Tất cả đây, trong là sách. Rẻ rồi mà nên không có úp lưng hay là nắn dán màn hình hay là tai nghe gì đấy. Đây là hướng dẫn sử dụng nhanh này, đơn giản thôi. Chỉ quay lại hướng nhá. Ok, đó toàn bộ phụ kiện. Rồi, như vậy là với cái giá hơn 3 triệu trong ngày 24 tháng 9 anh em sẽ có củ sạc nhanh 15W. Bên cạnh đấy là sẽ có một con điện thoại Samsung M21 với cấu hình khá là bá đạo đây. Pin dung lượng pin khủng. Con này thì nhấn mạnh về cái thời lượng pin giải trí rất là lâu rồi. Đó, 6.000 cơ mà. Ở đây nguyên siêu chúng ta sẽ có như này. Và mình đặt là màu xanh. Tất nhiên rồi, mình yêu màu xanh này. Đùa chứ, hợp mệnh màu xanh anh em ạ. Đó. Đó, anh em thấy chưa? Xanh ngọc đẹp chưa? Wow. Wow, và đây mặt trước, màn hình 6,4 inch. Với cái thiết kế tràn viền này, cùng với cả camera giọt nước ở đây. Trên chúng ta sẽ có loa thoại. Camera là 20MP tự sướng. Camera trước mà 20 là khá là khủng. Cạnh trái chúng ta sẽ có khe chọc sim. Và một cái điều đặc biệt đó là cái mức giá hơn 3 triệu, anh em sẽ có
hai sim một thẻ nhớ chứ không phải là bị cắt giảm đi, là chúng ta dùng một sim một thẻ nhớ nhá. Tuyệt vời chưa? Rồi, khe sim này cạnh phải chúng ta sẽ có nút nguồn với cả tăng giảm âm lượng và bấm rất là êm luôn nhá. Nảy, ok. Cạnh trên chúng ta sẽ có mic phụ thu âm tốt hơn. Mặt dưới chúng ta sẽ có, đây, vẫn là cái cổng tai nghe lỗ 3.5 truyền thống, rất may không bị lược bỏ. Cổng sạc tai C này, mic và loa, có một loa thôi. Đi đến mặt sau chúng ta sẽ có logo Samsung này, cảm biến vân tay ở đây, mình rất thích cảm biến vân tay ở đây. Đó, vì nhá, khi chúng ta cầm máy lên chúng ta chạm vào phát là nó bật luôn. Đó, rất là tiện, mình không thích cái cảm biến ở hông là hay là ở trên màn hình cho lắm. Mình vẫn thích cảm biến ở đằng sau này, khi anh em cầm máy lên phát chạm vào phát mở máy luôn. Cùng với cả camera chính 48 megapixel, camera phụ 8 mega và xóa phông 5 mega, với cả đèn flash, đây 3 camera. Rồi, đó là toàn cảnh về thiết kế bên ngoài nhá. Và trọng lượng của nó thì mình cầm trên tay khá là nhẹ luôn, không ngờ một cái dung lượng pin khủng 6000, cầm nó lên nó lại không gây cảm giác nặng tay như này. Và các cạnh này bo tròn cong khá là mềm, khi chúng ta cầm lên không bị cấn tay. Đó, rồi chúng ta sẽ bật lên như này. Chúng ta sẽ bỏ qua những cái cài đặt nhá. Có nhận diện khuôn mặt này, có vân tay này, đấy, đầy đủ hết. Ok, như anh em thấy anh cái màn hình nó tràn viền, cái viền dưới của nó hơi dài một chút, còn xung quanh trái phải và trên nó tràn viền. Cũng về camera giọt nước nên tỷ lệ trải nghiệm cái màn hình 6,4 inch này rất là to. Ở đây là cái giao diện của Samsung với cái RAM là 4GB, bộ nhớ 64GB thì cũng khá là thoải mái. Đây chúng ta sẽ xem cái thông số này. Anh em lưu ý con này cái nắp lưng này nó làm bằng nhựa nên nó cũng giúp cho cái trọng lượng của nó nhẹ đi một chút. Đó. Và con này sở hữu cái màn hình là Super AMOLED Full HD cộng nên anh em nhìn rất là sắc nét luôn. Đó, anh em có thể thấy xem video này với cái thể lượng pin mà 6000 này thì hoàn toàn đáp ứng cho anh em dùng trong 2 ngày thoải mái. Còn nếu mà chơi game thì khoảng 6-7 tiếng, hay là nếu mà anh em mà chỉ Facebook hay là xem video thì thoải mái hơn 1 ngày. Đấy, dùng ít thì 2-3 ngày, cực kỳ thoải mái luôn, 6000. Bình thường anh em dùng dung lượng pin 3-4000 cũng dùng 1-2 ngày rồi. Sơ qua về cấu hình con này thì nó màn hình 6.4 inch, RAM 4GB, ROM 64GB và hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 512. Nó đang dùng cái chip Exynos 9611. Cái chip này thì chúng ta chơi những cái game PUBG thì chơi ở cấu hình trung bình thôi. Còn nếu mà chơi những game liên quân hay những game đua xe gì đấy thì rất là thoải mái. Mình sẽ dành một video để test game chi tiết chơi trên con này. Đặc biệt nhá, anh em để ý con này dùng cái kính cường lực Gorilla Glass 3. Đó, cái kính này cho khả năng chống sức cực kỳ tốt lại hơn cái kính khác. Anh em có thể xem màn hình nó rất là đẹp. Rồi thì nếu mà anh em muốn mua sản phẩm này, quan tâm đến sản phẩm này, mình sẽ để link ở dưới video nhé. Với cả những cái sản phẩm ngon khác của Samsung đang giảm giá rất là sốc, chỉ trong ngày 24 tháng 9 thôi. Con này mình đặt là hơn 5 triệu mà giảm còn hơn 3 triệu thôi, giảm quá kinh khủng luôn. Ok, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm Samsung M21. Anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, nhấn chuông kênh mình nhé. Cảm ơn cho video. Bye bye. Ngon không anh em? Kết tiết là pin 6000 mAh trên con này, rất là trâu bò luôn.